Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ trên kênh VTC16. Thưa quý vị và bà con, hiện tại toàn khu vực Nam Bộ lúa thu đông mùa 2024 đã xuống giống được 900.000 ha và cây lúa tập trung chủ yếu ở nhiều giai đoạn từ mạ đẻ nhánh cho đến chín thu hoạch. Ngoài ra, lúa đông xuân 2024-2025 đã xuống giống được hơn 112.000 ha, lúa đang ở giai đoạn mạ đẻ nhánh. Diện tích lúa nhiễm bệnh bạc lá toàn vùng là 3.700 ha, như vậy là tăng 230 ha so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 15 đến 30%. Bệnh bạc lá xuất hiện gây hại tại các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Nai, Bạc Liêu, Tây Ninh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Tiền Giang. Để ngăn chặn sự phát triển của bệnh bạc lá, điều cần làm trước tiên là bà con phải thăm đồng thường xuyên và đặc biệt là từ giai đoạn lúa làm đồng đến chỗ để theo dõi chặt chẽ tình hình phát triển của bệnh trên ruộng lúa nhằm có các biện pháp xử lý kịp thời và hữu hiệu ngay khi bệnh mới chớm xuất hiện. Ở giai đoạn bón phân đón đồng, không nên bón thừa phân đạm, bón bổ sung thêm các loại phân có chứa canxi và silic để tăng sức đề kháng cho cây, giúp chân lúa cứng chắc hơn và hạn chế tạo vết thương. Ngoài ra, bà con cũng cần lưu ý là quan sát ruộng lúa thật kỹ, khi mà ruộng bị bệnh bạc lá thì ngưng ngay việc sử dụng phân đạm, phun phân bón lá có chứa hàm lượng cao và chất kích thích sinh trưởng, luôn giữ đủ nước trong ruộng và có thể bón vôi từ 25 đến 30 kg trên 1.000 m2 nhằm hạn chế khả năng phát triển và lây lan của vi khuẩn trên diện rộng. Bà con lưu ý cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng chống bệnh theo khuyến cáo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật tại địa phương. Tiếp tục với thông tin thời tiết đáng chú ý, thưa quý vị, hôm nay toàn miền Bắc được dự báo là có một ngày nhiều mây, có mưa ở vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ toàn miền dao động quanh ngưỡng từ 22 cho đến 33 độ C. Phải đến khoảng đêm ngày 18 tháng 10, sáng ngày 19 tháng 10 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống phía Bắc và gây ra mưa và làm giảm nhiệt. Đây vẫn là những đợt không khí lạnh đầu mùa nên chưa đủ để gây lạnh cả ngày lẫn đêm cho cả Bắc Bộ. Trời chỉ se lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21 đến 24 độ C. Riêng vùng núi trở lạnh có nơi trời rét dưới 20 độ C. Còn tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, hôm nay sẽ có nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Còn tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế cho đến Bình Thuận sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa to với lượng mưa từ 15 cho đến là 30 mm và có nơi trên 70 mm. Dự báo trong những ngày tới, khu vực vùng núi Bắc Bộ, Trung Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Phải đến ngày 19 tháng 10 khi không khí lạnh vượt qua hết khu vực miền Bắc và tràn xuống miền Trung, kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn cũng sẽ gây mưa cho khu vực Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 10 sẽ có điểm có mưa to, đề phòng nguy cơ đi kèm với lốc sét, gió giật mạnh. Xuôi xuống Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục được dự báo là có mưa vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa vừa cho đến mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.